Amelia mang tới cho các quý cô một set bộ áo kiểu chân váy A Basic. Đây sẽ là một sự lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô công sở. Với thiết kế áo có phần siết eo, tôn lên đường cong và che giấu đi khuyết điểm vòng hai chưa được thon gọn. Với dáng cổ Đức Basic sẽ giúp cho các quý cô có được sự mềm mại kết hợp cùng dáng tay phồng che khuyết điểm bắp tay chưa thon gọn. Và phần chân váy sẽ là dáng A nhẹ nhàng giúp che giấu đi khuyết điểm và giúp tôn lên được một vẻ đẹp vô cùng thanh lịch cho các quý cô khi diện lên người. Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục này chính là họa tiết monogram bắt mắt trên nền tông màu pastel nhã nhặn tôn da. Được sử dụng chất liệu cốt tông chun cao cấp, mềm mại, thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các quý cô cho mỗi dịp đi làm công sở hay là những buổi gặp mặt quan trọng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không mau sở hữu ngay thiết kế này đến từ thương hiệu Melia? Các quý cô có thể đặt hàng theo hai cách. Đặt hàng online sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và được miễn phí vận chuyển. Còn nếu có thêm thời gian thì ship mời các quý cô xinh đẹp ghé qua các showroom của Melia trên toàn quốc để lựa chọn và sở hữu những thiết kế ưng ý nhất. Thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Melia luôn đồng hành cùng các quý cô trên hành trình chinh phục mọi thành công.